Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian đợt 2 lấy nước đổ ải bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 22 tháng 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước từ 2 cho đến 3 ngày để bảo đảm mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trung bình từ 1,9m trở lên. Đợt 2 là đợt lấy nước trọng tâm phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022. Do vậy, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, theo dõi sát diễn biến dòng chảy hệ thống sông, ngay khi đủ điều kiện phải tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để lấy nước. Các địa phương có diện tích có nước thấp cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước chung. Trong trường hợp cần thiết, có thể lắp đặt bổ sung trạm bơm giã chiến để chủ động lấy nước, tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch diện tích cây vụ đông canh tác trên đất lúa, thực hiện làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.